Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh Tuyệt Kỹ Giao dịch Chứng khoán. Mình là Tiệp, admin của kênh. Để mở tài khoản chứng khoán miễn phí nơi Tiệp đang làm việc, các bạn truy cập trang web Zuanta với ID 6543. Link mở tài khoản ở dưới phần mô tả. Zuanta là đơn vị cung cấp dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á nói riêng cũng như châu Á nói chung. Nội dung của video này và tất cả video khác trên kênh chỉ mang tính chất chia sẻ học tập, không khuyến nghị đầu tư. Nếu bạn không chịu trách nhiệm rủi ro đối với video, mời bạn ra khỏi kênh. Được rồi, chào các bạn. Chúng ta có thể thấy là tương đồng rất là lớn giữa 30F của chúng ta so với cả năm ngoái ở vị trí này, đúng không ạ? Nó rất là giống, cực kỳ giống luôn. Thì chúng ta đã thấy là cái đợt phục hồi vừa rồi là rất là mạnh, cực kỳ mạnh. Chúng ta sẽ quan tâm đến cái nhịp này, đó là cái nhịp mà các bạn thấy là nguồn cung cấp ra thị trường đang rất là cạn kiệt đi, cực kỳ yếu. Nó giống như hệt như kiểu là năm ngoái ạ. Nguồn cung cấp ra thị trường rất là yếu. Thì chúng ta có thể là kỳ vọng cái mức mà chúng ta chờ nó phản ứng ở cái vị trí là 1.300 này. Đây là cái mức mà tôi đang chờ xem nó phản ứng như thế nào. Liệu rằng là nó có pha gọi là pha phục hồi như kiểu tháng 8 năm ngoái hay không? Hay là một pha gọi là rơi vào sụp đổ luôn? Thì chúng ta cần phải chờ thêm ít nhất là 2 đến 3 phiên nữa. Nếu mà trong trường hợp mà nó lên đây và nó tạo ra những cái kênh đến no demand, no supply ấy, thì chúng ta sẽ thấy là thị trường nó rất hữu dụng ở đây. Ở trong hệ thống Zoom VIP hay là Zoom cộng đồng thì tôi đã báo đáy ở cái vị trí là cái kênh đến ngày 25 tháng 7 này, và hôm sau thì nó phản ứng rất là tích cực đối với một cái nến xanh đảo chiều mạnh mẽ, cái nến Enfuting như này. Thì tôi cũng kỳ vọng là nó sẽ lên đây, nó nấp gáp ở cái vị trí là 1.335 này, 1.300 này, nó quét thanh khoản ở trên này, sau đó thì nó mới rơi cơ. Nhưng mà sự đời thì không bao giờ như mơ, nhưng mà tôi nhìn kỹ cái biểu đồ này thì nó cũng không thể nào mà kỳ vọng được cao, bởi vì cái thanh nến này nó đang giảm điểm rất là mạnh, giảm điểm rất mạnh, và nhu cầu của nó không phải là nhu cầu tăng cao vọt như cái đợt mà tháng 8 năm ngoái. Còn cái đợt mà cái nến này thì các bạn thấy là nhu cầu của nó cũng tăng rất là mạnh, và spread độ lan rộng nến của nó cũng rất là mạnh và nó đã hấp thụ hoàn toàn rồi. Thì bây giờ tôi đang chờ đoán gọi là cái điểm chốt 1290 này, rất nhiều đội sẽ short ở vị trí này, và tôi thấy là rất nhiều đội bây giờ đang cầm short rất là nhiều. Thì tôi sẽ chờ xem là cái phản ứng 1290 đến 1300 ở cái vị trí này nó như thế nào. Nếu trong hợp mà nó phá được cái vị trí này thì chúng ta có thể kỳ vọng được đó là nó phục hồi lên vị trí là 1340 đến 1360 như tôi dự đoán ở cái đợt mà đầu năm này. Sau đó thì là thị trường mới rơi một phát xuống dưới này, thì đấy là cái kịch bản mà tôi rất là kỳ vọng đối với cả VN30F trong thời gian tới. Bởi vì là nếu mà kịch bản nó hồi lên trên này thì nó sẽ đỡ cho nhà đầu tư là đỡ bị nỗ, đỡ bị kẹt hàng nhiều hơn. Trong cái sóng hồi này thì các bạn nên tham gia là 10% tài khoản hoặc 20% tài khoản thôi, hoặc là những cái tài khoản mà đang nỗ rồi ấy, các bạn cố gắng là lên trên này bạn cắt ra và chờ thị trường xuống dưới để các bạn DCA hoặc là mua lại thì nó sẽ được lợi nhiều hơn. Như vậy là trong cái sóng hồi này thì tôi sẽ cân nhắc là tôi sẽ đứng ngoài thị trường và ngắm các bạn là FOMO, ngắm các bạn FOMO xem như thế nào, và tôi sẽ không hò hét gì cả, nằm im và chờ thôi ạ. Thì một số cái cổ phiếu mà tôi sẽ dự định xem xét bắt với cả tỷ trọng thấp, có thể tỷ trọng thấp, bởi vì là những cái cổ phiếu này tôi đang có tỷ trọng sẵn rồi. Ví dụ cổ VOS này thì tôi đang chờ kỳ vọng đó là cái vị trí là từ 16 đến 17 nghìn này. Đây là cái vị trí mà có thể là kỳ vọng nó sẽ tạo đáy và nó tạo nên sóng hồi lên vị trí là 20 nghìn này. Cổ phiếu HH thì nó khỏe hơn. Đối với cổ phiếu HH thì các bạn có thể kỳ vọng là các bạn mua loanh quanh là vị trí là 42 nghìn này. Cái tiếp theo là cổ phiếu DBG. Đây là cái cổ phiếu mà tôi là kỳ vọng nó có thể là tạo đáy luôn ở cái vị trí là từ 48 đến 50 này. Thì target nó chỉ lên 57 này thôi, thì nó bạn chỉ ăn được độ 10 đến 15% thôi. Đây các bạn thấy đây là tôi đã vẽ sẵn ở cái vùng cầu này. Đây là cái vùng cầu mà vị trí là 32 nghìn đến 36 nghìn này. Tôi sẽ chờ cái cổ phiếu DBG này khi mà nó về vị trí là 32.000, 36.000 tôi sẽ mua mạnh hơn. Nó tương ứng với cả VNX, nó phải rơi với tầm rơi ít là 100 điểm đến 150 điểm. Cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu BGI. Đây là cái cổ phiếu mà trong thời gian qua rất nhiều bạn đã bắt đáy sớm ở cái vị trí là 65.000 đến 70.000 này. Thì tôi thấy các bạn bắt đáy nó không phù hợp lắm. Nếu mà trong trường hợp mà nó các bạn chờ nó vụ có thể nó tạo ra điểm sideways đây và nó tạo ra một cái nến gọi là cái nến vượt trội đây, thì các bạn có thể mua ở vị trí 80.000 và các bạn đặt chốt lời lên vị trí 100.000.
Thì đấy là vị trí mà các bạn có thể đạt được, nó nhận hồi độ 33%, nó tương ứng với cả hai phiên trần tín đối với cổ phiếu VGI. Nhưng mà cổ phiếu VGI đây là cổ phiếu mà nó trong thời gian vừa qua nó dẫn dắt thị trường rất là mạnh, thì các bạn có thể kỳ vọng là nó vượt đỉnh ở vị trí là 112.000. Nên ai mà đang cùng cổ phiếu VGI ấy thì các bạn có thể kỳ vọng đó là nó vượt đỉnh lên 112.000, các bạn có thể chốt lời, bởi vì là cái điểm này là cái điểm mà mua thêm. Con cá mập thì nó không bao giờ nó thoát hàng ra một phát đâu, nó úp bô một phát đâu, mà nó cần phải, đây là một cổ phiếu dẫn dắt thị trường, nên cái điểm thoát hàng tướng của bạn nó là tầm khoảng độ 115 đến 116 này. Cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu DCM mà tôi cũng cần quan sát trong thời gian qua. Đây là cái vị trí mà cổ phiếu DCM đã có thanh khoản rồi, nếu mà trong trường hợp mà IS ra đa báo mua thì tôi sẽ mua cổ phiếu này. Thì cái mức chốt lời của tôi nó chỉ rơi tầm khoảng độ 42 đến 44 nghìn thôi, thì đây chính là cái vị trí mà nó quét thanh khoản. Cổ phiếu này trong thời gian vừa qua các bạn thấy là nó vượt đỉnh rồi này. Đây, trong thời gian qua thì nó vượt đỉnh rất là mạnh. Cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu HS, đây là một cái cổ phiếu mà nó cũng quét thanh khoản rồi và nó chạm vào vùng cầu này, thì tôi kỳ vọng là nó cũng quay lại vị trí là 12.000 đến 13.000. Cổ phiếu tiếp theo đó cổ phiếu mà MWG, các bạn thấy là cái độ lan rộng của nó mạnh hơn, bán mạnh hơn rất là mạnh mẽ, nhưng mà cái cổ phiếu này nó chưa vượt đỉnh cái đoạn cũ này, thì tôi cũng kỳ vọng là nó lên tiếp. Thì cái vị trí là 60.000 này các bạn có thể mua thêm nếu mà các bạn nắm giữ được cái vị trí là 36 đến 38.000 này rồi. Còn mình không hy vọng là các bạn mua mới, nếu các bạn muốn lướt sóng ở chỗ này thì cũng được, lướt sóng ở chỗ này thì các bạn phải cân đối chờ có tín hiệu tăng thì các bạn mới lướt sóng được. Còn hiện tại thì cổ phiếu này vẫn chưa có tín hiệu lướt sóng, như vậy là chúng ta vẫn chưa có cái cổ phiếu nào có tín hiệu lướt sóng. Ở đây chỉ có cổ phiếu HH là nó sẽ có những cái điểm sideways và nó bứt phá lên thôi, thì chờ những cái phiên nào nó băng cắt mạnh thì các bạn có thể mua. Cổ phiếu tiếp theo đó cổ phiếu GBR. Cổ phiếu GBR thì cao su thế giới đang giảm giá rất là mạnh, thì các bạn cần phải lưu ý cổ phiếu này, đây là cuối chu kỳ rồi, thì các bạn nếu mà bạn nào đang cầm cổ phiếu GBR thì các bạn có thể chốt lời ở vị trí 36.000 này. Cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu VND, đây là cái cổ phiếu mà tôi đang kỳ vọng đó là tôi sẽ mua trong thời gian tới, nhưng các bạn thấy thế nào, nó vẫn đang ở trong kênh giảm này thì tôi sẽ không tham gia. Nếu mà trong như năm ngoái ạ, như năm ngoái đối với cổ phiếu Masan thì nó tướng với cả cổ phiếu VND ở vị trí này này, thì tôi đã tham gia ở vị trí là rơi vào tầm 75.000 đến 80.000 đấy, thì nó cũng không hiệu quả lắm. Tôi để ý một năm là cũng không hiệu quả lắm đối với cổ phiếu Masan đấy. Thì cổ phiếu VND vẫn đang ở kênh giá giảm này, thì các bạn chờ khi nào nó phá dàn chéo ra thì các bạn nên tham gia. Đối với cổ phiếu VND mà các bạn đang nắm giữ thì các bạn có thể kỳ vọng đó là cái vị trí mà Fellow Gap ở chỗ 18 đến 19 này, thì đây là cái vị trí mà các bạn cần phải canh để các bạn có thể chốt lời. Bạn đã biết rồi, trong một cái đà giảm, đặc biệt là cổ phiếu VND nó đang có cái đoạn gọi là đoạn phân phối ở chỗ này này, đoạn phân phối chỗ này, thì trong cái đà giảm như này thì nó sẽ có một pha gọi là pha chạm vào vùng cầu này, và chỗ này là cái chỗ mà người ta mua nhiều. Sau khi mà nó chạm vào vùng này thì các bạn thấy là rất nhiều người bắt đáy, kể cả cá mập các con người ta có bắt đáy. Thì sau khi mà nó phục hồi lên thì nó sẽ tạo ra một cái điểm nhấn gọi là nguồn cung cấp ở thị trường, đó là những người kiệt hàng gây ra, thì mình phải cần quan sát xem là cái nguồn cung cấp đấy nó có mạnh hay không, và trên đường lên nó có mạnh hay không, nó có thể hiện cho cái độ cái đà mà người ta mua ấy, người ta mua có dứt khoát hay không, có là volume có tăng ở chỗ này hay không. Nếu mà trong trường hợp mà volume nó không tăng ấy thì mình cũng chưa đến tham gia làm cái gì cả. Còn trong cái volume tăng và kèm theo gọi là khối lượng ở trên đà giảm này, xem là người ta bán có mạnh mẽ không, nếu trong trường hợp mà nó bán mạnh mẽ hơn chẳng hạn thì mình sẽ không tham gia. Còn nếu mà trong trường hợp mà bán nó nhiều nhẹ hơn chẳng hạn thì mình có thể canh mua ở cái vị trí là từ 14 đến 15.000 này. Đây là cái vị trí mà ưa thích của tôi rồi, bởi vì là cái chỗ này là chỗ mà rất nhiều người cắt lỗ, và chỗ điểm cắt lỗ này thì tôi rất thích mua, nói chung là rất thích mua. Đấy là cổ phiếu VLD. Nói chung là trong tuần mới này thì các bạn có thể để ý những cái cổ phiếu mà như kiểu VOS, HHH, DBG này, VGI này. Thì đây chính là những cổ phiếu mạnh ở trên thị trường mà tôi đã lọc ra, thì các bạn có thể chờ khi nào mà có tín hiệu mua thì các bạn có thể mua lướt sóng. Nói chung là chỉ đạt được lợi nhuận khoảng độ từ 15 đến khoảng độ 20% thôi. Các bạn không thể kỳ vọng nào nó lên tận 30-40% như cái đợt mà tháng 4 này đâu ạ. Hoặc là các bạn sẽ bị, nếu mà trong trường mà nó phải có tín hiệu tăng đấy, có tín hiệu tăng thì các bạn hãy mua. Còn nếu mà trong trường hợp mà nó thì thành ra trên giảm, nếu trong trường hợp mà ngày thứ hai mà nó thành trên giảm này thì các bạn không thể mua được nhé, không thể mua được, và rất nhiều người sẽ đặt cắt lỗ ở vị trí này, rất nhiều người đặt cắt lỗ ở vị trí này, và tôi sẽ hứng ở cái vị trí dưới này 1.000, vị trí là EM30 ấy, từ 1.000 đến 1.100,
bởi vì rất nhiều người đang nhận định là cái chỗ này là phân phối, và khi mà nó phân phối thì nó bắt buộc phải rơi xuống đây. Còn ở đây thì mình cũng chưa đưa ra quan điểm gọi là phân phối hay là tích lũy, bởi vì là nó phải diễn ra hành động giá thì mình mới hành động theo. Còn thời điểm tại mình vẫn cầm tiền, tốt nhất là cầm tiền đứng ngoài xem là các bạn ấy múa và các bạn ấy FOMO như thế nào để mình còn hành động tiếp theo. Bởi vì là phương pháp của mình đó là phương pháp đi nhận xét của người khác, không phải là phương pháp mà đi kiểu chạy đồ đạc. Xin chào và chúc các bạn may mắn trong thời gian tới.